Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Như các bạn đã biết, việc lựa chọn cho mình được năm để xây nhà tốt không phải là ai cũng làm được. Với từng ấy tuổi thì có những vận hạn khác nhau, vì vậy việc xây nhà cũng có những điều kiện nhất định. Để xây nhà thì đầu tiên ta xét đến các yếu tố kim lâu, hoàng ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cạt bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên thì để việc xây nhà được hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai hay không. Đầu tiên, ta xét đến kim lâu tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, năm 2020 72 tuổi không bị phạm kim lâu nên năm 2020 có thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Xét đến hoàng ốc năm 2020 Canh Tý tuổi Kỷ Sửu 72 tuổi, theo cách tính hoàng ốc sẽ phạm phải tam địa sát, do giai đắc bệnh, sát nhân là bệnh. Gia chủ mà làm nhà tuổi này thì sẽ mắc bệnh liên miên, tuổi này không nên làm nhà. Xét đến tam tai thì người tuổi Kỷ Sửu cần tránh các năm tam tai như Hợi, Tý, Sửu. Năm làm nhà 2020 Canh Tý, gia chủ sinh năm 1949, phạm tuổi Đại Kỵ tam tai. Tuổi này phạm phải tam tai chớ có làm nhà. Tam địa sát nhân, do giai đắc bệnh, sát nhân là bệnh. Gia chủ mà làm nhà tuổi này thì sẽ mắc bệnh liên miên, tuổi này không nên làm nhà. Nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành như sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Canh Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên thì tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, còn yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch gia chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1949 Kỷ Sửu, nam mệnh thuộc cung Càn Kim, nữ mệnh thuộc cung Ly Hỏa. Xét đến việc xây nhà thì như sau. Với nam mạng Kỷ Sửu, cung Càn xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh. Vì vậy, tuổi này hợp với bốn hướng tốt là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí. Bốn hướng xấu là Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát, Đông Ngũ Quỷ. Giờ ta xét đến tuổi sinh năm 1949 nam mạng từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Thứ nhất là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc thì phải xây mới, cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Sửu nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy Tượng Quái là khảm. Chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây nhà và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như trấn trạch trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng các cục phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Sửu đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách
treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Thứ hai là hướng nam gồm có ba sơn, bính, ngọ, đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 thì xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng riêng, tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn hơn. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, xây nhà hướng nam thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tự quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây thì dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng hoa mai trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Thứ ba là hướng đông, gồm có ba sơn, giáp, mão, ất, 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng, ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa thì tọa dậu hướng mão còn phạm mộ lòng biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để đón được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Với nam mạng, tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng con cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu thì nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Sửu đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng hoa mai trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Thứ tư là hướng tây gồm có ba sơn canh dậu tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm phải tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành và may mắn. Tuổi 1949 Kỷ Sửu nam mạng ở hướng này thuộc tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi.
Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín sẽ làm cát lành hơn. Ngoài ra về hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy vương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ năm là hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới trong năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi sẽ là cát. Tuổi Kỷ Sửu xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn. Chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát tài rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo vào Đông Bắc, ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đu Thiên Sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh non khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy vương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ bảy là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tị phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất thì không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, được họa hại mà là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tương quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng hoa mai trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949.
hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc Mộc đáo đến, Tây Nam ngũ hành thuộc Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa năm 2020 Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đu Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây được thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 hoặc là 9. Trong trường hợp tu tạo, sửa chữa nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi sẽ là rất cát. Tuổi Kỷ Sửu xây nhà hướng này thì thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ đề hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và phát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Kỷ Sửu 1949 nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Với nữ mạng Kỷ Sửu cung Ly Hỏa thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh Ly Hỏa có bốn tốt là Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Bốn xấu là Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Sát, Tây Ngũ Quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét cát hung vận hạn từng hướng nhé. Đầu tiên là hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Sửu xây nhà hướng này thì thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Kỷ Sửu xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bổ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Bão, Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc Thổ đáo đến Mộc cung hướng Đông, Mộc khắc Thổ,
nhưng nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để đón được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Tuổi 1949 kỷ Sửu nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy vương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo, sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch rất là cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng kỷ Sửu sinh năm 1949, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, còn cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020, nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác, cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu thì nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy, may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Sửu đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới trong năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi sẽ là cát. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Kỷ Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi vì khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng hoa mai trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949.
Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo vào Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới trong tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu sửa, chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 mà ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng được họa hại mà là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tương quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp chấn trạch, vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng hoa mai chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo vào Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất thì không phạm sát, nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn thổ hướng Đông Bắc tương quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên nên không được xây. Sơn, Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi sẽ rất cát. Tuổi Kỷ Sửu nữ bạn xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Sửu đang ở nhà hướng Tây Nam thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy chấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Vừa rồi, phong thủy may mắn đã phân tích cát hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Kỷ Sửu nam mạng và nữ bạn. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã tự lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.
Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.